Xin chào các bạn, lại là mình Đam Mê Cá Vàng đây. Ở video này thì mình sẽ giới thiệu với các bạn một sản phẩm mà mình đã có đề cập ở video gần nhất, đó là khoáng alpha vitamin D. Công dụng của loại khoáng này đó là tham gia vào quá trình hấp thụ của canxi, phốt pho để nuôi mô cơ xương cá, giúp cho khung xương của cá được cứng cáp và tránh được các bệnh gù lưng và chậm lớn. Khoáng alpha vitamin D này cũng giúp cho cá chữa khỏi các bệnh như là cong người nè, gan thận mũ, phù thận dẫn đến cong lưng. Mình cũng đã có một bé và mình đã trị được 3 ngày và cải thiện được rất là nhiều. Nhưng mà để hết đó thì mình cần phải có thời gian để điều trị nhiều hơn nè. Cách dùng loại khoáng alpha vitamin D rất là đơn giản, đó là bạn sẽ trộn khoảng từ 3-5 gram sản phẩm alpha vitamin D cho 1 kg thức ăn, hoặc là 3 muỗng sữa chua khoáng cho 1 kg thức ăn, và một ngày thì bạn sẽ cho ăn 2 lần. Đối với bạn nào mà chữa bệnh trong thời gian mà chữa bệnh cong lưng, cong người cho cá thì bạn có thể pha trực tiếp loại khoáng này với nước để ngâm cho cá. Và cái thành phần chính của khoáng này là chỉ có vitamin D thôi. Bởi vậy khi mà mình mở cái bọc ra thì cái mùi thơm của vitamin D rất là dễ chịu, kiểu như là mùi sữa, nên là mình rất là thích và mình thấy đây là một cái sản phẩm tự nhiên rất là thích. Hiện nay thì mình đã có bán gói alpha vitamin D với trọng lượng là 100g trên Shopee, hoặc là bạn có thể đặt hàng trực tiếp qua fanpage của Đam Mê Cá Vàng thông qua hotline 0869 242 393, hoặc là các bạn có thể inbox đến fanpage để mà được tư vấn cũng như đặt hàng nha. Còn một điều nữa, đó là để cho các bạn có thể chăm sóc cá vàng được tốt và đầy đủ hơn thì mình sẽ bán combo chăm sóc cá vàng bao gồm có 100g vitamin C với lại 1 kg muối hạt và 100 khoáng. Thì combo gồm 3 món này, mình nghĩ rằng để mà nuôi cá vàng á, thì các bạn cần phải chăm cho cá có một sức đề kháng thật là tốt. Và combo gồm 3 món này cùng với cái việc mà chăm chỉ thay nước và quan sát cá đã đủ cho các bạn tạo cho cá một môi trường sống tốt và lành mạnh rồi. Và combo gồm 3 món chăm sóc cá vàng này mình cũng sẽ có công khai bán ở trên Shopee và thông qua kênh fanpage của Đam Mê Cá Vàng hoặc Instagram hoặc là hotline nữa. Các bạn có thể thông qua những kênh đó để mà đặt hàng trực tiếp tại Đam Mê Cá Vàng nha. Cảm ơn các bạn đã xem cuối video. Các bạn nhớ mua hàng tại Đam Mê Cá Vàng nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.